Ngày hôm nay, Công an huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với các ngành chức năng để làm rõ nguyên nhân vụ chết cháy xảy ra tại ruộng mía, thôn Nhân Phước, xã Phổ Nhơn, huyện Đức Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Trước đó, bà Nguyễn Thị Thanh Thương, 74 tuổi, ở thôn Nhân Phước, đốt dọn lớp thực bì trên ruộng mía vừa thu hoạch xong của ông Nguyễn Năm là em ruột bà Thương, thì lửa cháy lan qua ruộng mía đã thu hoạch và lên chồi non của ông Nguyễn Tấn Việt, 65 tuổi, ở cùng thôn. Bà Thương huy động người dân gần đó cùng tập trung tham gia chữa cháy, không để cháy lan qua các rẫy mía khác. Tuy nhiên, không may trong lúc chữa cháy, bà Nguyễn Thị Thanh Thương bị lửa thiêu chết tại đám ruộng mía của ông Nguyễn Tấn Việt. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an huyện Đức Phổ tiếp tục điều tra làm rõ.